Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình. Mình là BioSugi anh em ơi, thì chào mừng anh em đã quay trở lại cái series mà BioSugi đánh URF nào. Đây là một cái chế độ mới ra URF đại chiến cầu tuyết. Mới ra anh em, chứ không phải là URF bình thường đâu. Đây, và mình không biết may mắn hay xui nữa mà mình đã biết được con Lee Blanc này. Và tí nữa mình sẽ cho anh em xem, mình định lên tăng nhưng mà sợ nó phế. Lên tăng thì chôn được nhiều hơn nhưng mà sợ nó phế thôi. Đừng là mình sẽ lên kiểu phép luôn, combo phát chết luôn, tăng chiêu W trước. Và anh em nào có ý kiến gì về cách làm URF này thì anh em hãy đừng quên mà bình luận dưới để đóng góp ý kiến. Và anh em nào muốn mình làm gì thêm nữa thì anh em hãy bình luận dưới nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, biến về ngay sao? Ok, tôi giết mày nè. Chạy. Ê lệ. Sao? Ôi, thấy mẹ rồi. Sao đây? Bê bê. Sao men. Mày cực. Holy shit. Đậu mê ảo vài cái cức. Và anh em thật sự thấy thích cái video này cũng như là cái series mình làm thì anh em hãy đừng quên mà bỏ lại một nút like như là hãy đăng ký kênh mình nha. Phải mình lên một hàng chút nó chôn vậy là không ổn. Thường thường thì trong URF thì người ta chôn này người ta sẽ tăng E trước mà mình tăng đúp chứ lưu chứ đừng đúp chôn tí. Đó. Sao? Tóc biến né rồi. Vẫn dính nè. What the fuck? Mày nè. Chạy hộ cái. Xem em. Cấp mod nó biến đi đâu rồi? Fuck. Nó cấp mod nó biến đi đâu rồi? Ok, farm khá là chuẩn. Rồi biến nhìn mua đồ rồi. Tên cái này nè. Đấy. Lên cái bộ bút bút vô cho nó phơi lòi. Lên nhầm bảng. Vả cái bảng luôn. Đấy. Đại sự cân tem đi. Ekamin. Lên này. Win trong này mạnh lắm anh em. Nếu anh em biết chơi thì con Win này có thể là phải nói là rất rất là khó chịu. Bay lên nè. Mày không bay lên nè. Mày sao? Áo MC. Áo MC luôn. Chúng nè. Oh fuck. Chạy ra liền. Oh, wow. What the fuck? Chơi ngu rồi. Thằng kia bị bắn, bị giết chết, còn mình bị chủ bắn chết phải. Chó rồi. Ngu người. Ê, quăng con cóc cũng hụt nữa. Mê. Quỳ rồi. Cho nó nè. Rồi nha, đi đâu? Ui! Đứng về luôn rồi. Rồi, giờ đây, farm tí nào. Anh này, mày muốn giết anh em tao? Mày muốn giết anh em tao? Tha mày nó. Này skill nhiều, khó xài khó thiệt đây. Chói nè. Né này.
sao mày quá dữ luôn. Mình xài cái rồi gì nhiều người quá, mình không biết lăn lại đang xài cái nào luôn. Con này chơi ảo thì ảo thật nhưng mà khó chơi quá anh em. Không biết dàn nhà mua đồ xanh rồi. Xanh rồi, 4-2 rồi. Ui, tự nó quăng chúng mình. Rồi tự anh em. Tự anh em ơi. Cái gì còn phải có quá trình. Cái gì cũng phải có quá trình. Ui nè. Nè quá dữ. Mạnh quá xá mạnh luôn nè. Chịu không? Kèo nó. Rồi lên đợi tí tiền lên nó vậy này. Quán này ra chạy ở trước à. Đủ không? Lấy cho nó mất cái kia. Ồ nó mất cái kia luôn rồi. Phát. Tính toán xa. Ra nè em ơi. What? Irelia mạnh gì? Chiếc bộ kill luôn rồi. Ghê. Mày về hộ cái. Mày về hộ cái. Mạnh kinh khủng mạnh luôn. Ủa lẽ nó sao nó farm bằng thêm luôn rồi. Bất thai. Kinh này. Đây vào đây. Sao mày? Trời ơi, thốn tao rốn cho em. Đi đâu nè. Quá mạnh luôn. Sợ là trong ô rép là không có con nào phế cả. Tùy anh em có biết chơi hay không thôi. Kinh. Thử cái ai giờ mình thành thú. Giờ mình thành thú săn thịt rồi. Cốc mò đâu rồi? Ui. Thấy có chuối nha, đang farm nha. Đang farm nha, thấy rồi nha. Thấy quá rõ luôn nha. Luôn lên tăng. Ôi vậy cứt. Bạn luôn bạn lên tăng với vậy. Giờ sao đây? Mình mạnh quá rồi, giờ sao đây anh em? Giờ bé quá, giờ sao đây? Ôi nó giết anh em của mình rồi. Đó liên tục luôn. Tao bị không cứu kịp rồi. Xui quá. Ê. 10 chết thai này mà. 10 chết thai. Gắt quá, chẳng là bị Usagi đánh gắt quá. Ui. What the fuck gì vậy? Bậy rồi nha. Đi đây. Ui. Quăng ảo vậy? Quăng ghê vậy? Rồi thằng Win gặp thằng Olaf là phế rồi. Nãy ơi.
ghê vãi. Ô lép đặt lên kinh vãi. Đây 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 đây, có mình. I come in. Thanh niên win bè chết xấu. Tội vãi. Ờ đông gì man. Ui ui. Vô cái động rồi. Xém bất tử. Xém thứ nữa là bất tử rồi. Mạnh gì. Phải đó mình biết ảo thêm tí nữa là phải nói là phải đó là sống mà thách lai luôn. Một phải quy không trúng. Nhưng mà quan cổ tiết trúng rồi, có bay vào đó không, bay vào rồi. Có mày. What? Đu là. Có chị chạy nhanh này. Để tôi. Để tôi, đúng rồi. Tại mình ăn nhiều quá rồi, đừng cho win tí. Nhiều khi mình xài skill nhiều quá mình không biết mình đang xài cái quần cái skill quần này luôn á. Ôi. Sao là cái OLED ở đây? Xem men. Rồi. Bảy quá bảy rồi. Ui. Tèm nó quậy kinh vậy. Chúng này. Rồi luôn nha, gặp chúng luôn nha. What the fuck? Chú với trà chuối luôn. Không hiểu sao mình vẫn xanh được này mà. Mặc dù chơi con này là phải nói là như xích luôn. Vẫn xanh được. Ơi. What the hell? Cho gọi xem chúng nữa. Ôi. Này là không có xem chúng đâu, thằng này là phải chạy về luôn. Relay con tim. Mình thấy thằng này bay lên. Này thì nhường. Đúng rồi giết luôn. Ngại ngân rồi nữa. Vào đây. Rồi bố mày về. Ôi căng vậy. Ui Irelia không vào sớm tí ngon rồi. Ok giết luôn. Bóp nó rồi. Rồi phép vật bên 544 phép. Quá trời luôn. Trời sao bên này nó càng kìa, sao bên này nó càng rồi. Nó đồi ở đây vừa đem vừa phép à. Dễ bắn cái gì. Tại bộ nó lên đem để bắn. Ủa cái chiêu R có kỳ là đem hay phép ta anh em. Cũng không biết nữa.
Ui sao FK rồi. Nó vô lại kìa. Mày. Ôi. Bạn tôi ơi. Bạn tôi ơi. Quái kinh gì bạn tôi ơi. Ủa sao mày. Sao mày. Sao mày. Trúng nè. Rồi. Đem năng rồi. Con này mạnh đó anh em. Nhưng mà mình chơi con này khá là ghê nên cũng không có thể hiện được sức mạnh của nó một cách triệt để. Rồi ngon ngon ngon. Đang gỡ gạt lại. Ô quay 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 quay. Đánh cái thằng này là nó không ổn. Sao? Chạy luôn ui thằng này đây. Biến chạy luôn. Quấn não luôn. Phải đó cuốn tay quá anh em, mình không có xử lý, mình không xử lý được phải đó hay được. Phải đó cuốn tay thì. Lại team nó có con Lulu nó biến cốc hoài khó chịu được, nó tăng đi nhá. What the fuck? Mình chưa thấy thằng mặt nồi đâu chơi Urip, Lulu mà lên tăng nữa. Chơi thằng này. Mấy này. Rồi ôi đang quẩy nhưng mà quẩy không nổi với Olaf với Lulu rồi. Bút liên tục tù tì đến từ Lulu luôn. Team mình thì mình có vẻ xanh nhất team. À xanh nhì team. Trường Irela. Chứ nó mạnh quá lờ. Rồi căng quá bạn ơi, cắt quá mấy bạn ơi. Cắt quá gì. Cắt quá vậy. Ui. À! Phải đó mà ăn được nó thì phải nói là highlight luôn. Thất like luôn. Xui vãi. Phải đó ăn được nó là con ve luôn rồi. Con ve trong trụ mình nó dữ chứ. Tóc biến đâu? Có tóc biến không? Quăng cầu tuyết. Đang ăn hơi xui. Xui rồi, chúng vô quá là thấy xui rồi. Rồi là đồng hồ cát thôi, tí như ngay không được xí nữa. Ô cấp mod này lên lên đây mà mình thấy sai quá sao anh em ơi. Thằng cấp mod dòng này mình đã lên đây mà mình thấy nó phế rồi đấy. Ăn là cho dòng này cấp mod lên đây em trời. Cạn lời. Biến lại nè, đó biến lên nè, đấy tính cả rồi. Thì cầm bát cầm bát cầm bát cầm bát cầm bát. Lên này tôi lên này tôi lên nè. Ôi combo loạn luôn. Này thì ui kèo đó trời ơi ông nội này. Phải đó hết đồng hồ cát rồi, phải đó hết cái đồng hồ ngân động rồi, không có cầu phát đi ly hai cái mũ phù thủy cạn lời luôn. Hôm nay mua phù thủy thì phép nhiều thiệt nhưng mà nó không có cộng dụng cái nội tại, mình khá là phế. Mình không bao giờ lên hai món, lên nhiều món mềm cùng một trang bị á. Rồi đó. Ở đâu rồi, ở đâu rồi, ở đây, ở đây. Nó kìa. Để hết tóc biến rồi.
Tôi nó bán cái giày lên phép luôn. Chạy cho Win nó chạy cái tốc độ gầm ngang. Rồi. Mất rồi là thấy xác định rồi. Cái này là xác định rồi. Rồi u cái S kia ghê chưa? Ghê chưa? Chưa. Chạy luôn. Sao mày? Ê! Lỡ biến nhầm lại mới phải. Sao men? Mẹ. Nhường. Căng não luôn rồi nè. What the fuck? Ôi, bậy em ơi. Bậy rồi. Thôi chạy về luôn, đó nó rượt ghê lắm. Mình không chạy lại. Ván này 2-4 sát. Ôi xui. Rồi 834 phép. Ngon ăn, ngon quá ngon. Ủa lát thì đã giết được nó rồi anh em. Mạnh như chó. OLED nó lên kìa. OLED nó kìa. Hay quá. Ui. What the fuck. Mày nhường. Cần tem anh em ơi. Máy này cần tem rồi. Gặp tướng này cũng khá là lỗi, 25 sát luôn à. Quên rồi. Nào ra. Quên. Win không được. Thằng kia nó cứ cầm lặng hoài à. Mình không có W lại được luôn á. Rồi cũng không được luôn. Còn chó cái. Tóc mày hôm nay lên đam mà thấy ngu người rồi anh em ơi. Nó không có mạnh lắm. Cho Win nó chạy kìa. 1000 mấy tóc chạy luôn. Chạy đi em ơi. Chúng mày chung mưu đâu. 1000 mấy tóc chạy luôn rồi. Vừa lờ đi. Chạy nó chạy. Kinh khủng đi. Bắt đo em ơi. Bán cái này nè. Đấy lên cái này. Ồ đúng rồi. Bắt đo. Cả team mình đang làm gì? Không cần quan tâm. Ta thua ấy. Ê, có vẻ thua thiệt à? What the hell? Rồi luôn, ngu người luôn, thua rồi, GG. Rồi, chưa. Ngon.
phải có một đứa bắt đo mới thắng được. Gắt quá. Hai đứa đếp à, đếp ở trong nhà đó men. Cái sinh đinh lu nó lu mất bắt tăng. Mày vãi chó. Bà chủ. Cái chủ luôn đi, đứng bắn solo lu nữa. Bố mày cũng quỳ. Lên bắn nhà không bắn. Rồi trận này căng rồi. Từ đi men, từ. Sẽ đi bắt đầu chung với thằng này. Ok, lên. Lên luôn. Oh, what the fuck? What the fuck? Và GG anh em, tạm biệt anh em, phải là anh em vào nơi sau. Thu nhẹm vậy.